Một bộ manga hay anime hay không chỉ được quyết định bởi lớp nhân vật chính xuất sắc. Đi đôi và tồn tại song song với nó chính là một nhân vật phản diện có chiều sâu cùng với độ phức tạp không kém gì chính diện. Nếu không có phản diện thì hành trình của tuyến nhân vật chính là vô nghĩa. Phản diện không được sinh ra, phản diện được tạo ra. Đây có lẽ là một trong những câu nói đã ảnh hưởng đến tôi khá nhiều mỗi khi theo dõi bất kỳ một tác phẩm văn học, điện ảnh hay sát với chủ đề của kênh thì chính là anime và manga. Sau khi quay lại tìm đọc và xem lại một số bộ manga hay anime cũ trước đây, tôi nhận ra một điều mà có thể ngay cả các bạn cũng nhìn thấy khá rõ. Chính là nhân vật phản diện của chúng ngày càng phát triển của tôi. Và đó cũng chính là lý do mà tôi muốn làm video này. Chúng ta hãy cùng xem sự phát triển của tuyến nhân vật phản diện đang dần đi lùi như thế nào nhé. Cảnh báo trong video có thể spoil khá nhiều nội dung của nhiều bộ anime, nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé. Đầu tiên phải làm rõ một điều. Đa số chúng ta thường bị nhầm lẫn giữa nhân vật phản diện, antagonist, và ác nhân, villain. Sự nhầm lẫn này tôi có thể hiểu được, vì cả hai đều đứng ở phe đối lập với nhân vật chính. Nhưng cái khác nhau ở đây là vai trò và động cơ của họ lại khác nhau rất đáng kể. Nhân vật phản diện là yếu tố quan trọng trong bất kỳ câu chuyện nào, nhằm mục đích tạo ra xung đột và chướng ngại để nhân vật chính vượt qua. Tuy nhiên, để xây dựng một nhân vật phản diện không nhất thiết phải khiến nhân vật đó trở nên xấu xa hay độc ác. Thay vào đó, nhân vật phản diện đóng vai trò thách thức mục tiêu và niềm tin của nhân vật chính, nhằm thúc đẩy sự phát triển của câu chuyện thông qua sự đối lập của họ. Nhân vật phản diện có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như đối thủ, thế lực tự nhiên, hoặc thậm chí là cuộc đấu tranh nội tâm bên trong chính nhân vật chính. Động cơ của họ có thể xuất phát từ niềm tin cá nhân, xung đột lợi ích hoặc đơn giản là sai thời điểm. Để dễ hình dung hơn, tôi sẽ lấy một ví dụ về những nhân vật phản diện như tôi đã nói ở trên. Trong Naruto thì Uchiha Obito là một nhân vật phản diện lớn trong xuyên suốt series truyện. Là một người hội tụ rất nhiều yếu tố của kẻ mạnh, như học trò của Hokage đệ tứ, thành viên của gia tộc Uchiha, truyền nhân duy nhất của Uchiha Madara và đặc biệt là sở hữu ba con mắt huyết kế giới hạn nổi tiếng, bao gồm Sharingan, Mangekyo Sharingan và Rinnegan. Sau khi Obito phải tận mắt chứng kiến người mình yêu thương hy sinh dưới tay đồng đội mình yêu quý nhất, nên anh đã chấp nhận đi theo Madara. Sau này anh trở thành tội phạm nguy hiểm, gây nên rất nhiều trọng tội như là kẻ đứng sau giật dây, thao túng tổ chức khủng bố Akatsuki, bao gồm cả vụ tấn công của cửu vĩ vào làng lá, cho tới việc là kẻ cầm đầu phát động đại chiến ninja lần thứ tư. Nhưng sau tất cả, anh vẫn là một người đáng thương. Anh đã bị Madara thao túng như một con cờ. Tuy nhiên sau khi được Naruto làm thay đổi nhân sinh quan, thì Obito đã quay trở lại giúp cho phe liên minh nhẫn giả. Đến khi ra đi, Obito đã chết như một người hùng, chứ không phải là cái chết của một kẻ phản diện. Thêm một ví dụ nữa đi. Mọi người ai yêu thích Pokemon thì chắc cũng nhớ bộ ba Musashi, Koichiro và Nyasu của băng Rocket. Dù là những nhân vật phản diện, nhưng họ lại được lòng rất nhiều fan bởi độ nhây và hài hước của mình. Bộ ba này thường đi cùng nhau phối hợp bắt Pikachu của Satoshi. Trong xuyên suốt của hành trình thì nhóm hỏa tiễn này đã mang đến vô số những tình huống dở khóc dở cười. Và hầu hết đều luôn thất bại trong nhiệm vụ bắt Pokemon và bị thổi bay lên trời. Nhưng không vì điều đó mà làm bộ ba nản chí. Họ vẫn tiếp tục đưa ra những kế hoạch vui nhộn và chả ai nghĩ tới để bắt Pikachu. Thế còn những nhân vật ác nhân thì sao? Không giống như những nhân vật phản diện, nhân vật ác nhân thường được miêu tả là độc ác hoặc xấu xa. Villain sẽ chủ động tìm cách gây hại, gieo rắc hỗn loạn hoặc đạt được mục tiêu của mình bằng cách gây tổn hại đến người khác. Họ thường thể hiện những phẩm chất như tàn ác, ích kỷ hoặc ham muốn quyền lực. Trong khi một số nhân vật ác nhân có thể đóng vai trò là nhân vật phản diện chính trong một câu chuyện, thì không phải tất cả nhân vật phản diện đều là nhân vật ác nhân. Nhân vật ác nhân có thể tồn tại độc lập với hành trình của nhân vật chính và thậm chí có thể hoạt động trong các câu chuyện của riêng họ. Ví dụ trong Dragon Ball, chúng ta có Frieza. Kể từ khi xuất hiện trong Dragon Ball Z, Frieza luôn là một phần của vũ trụ Dragon Ball theo một cách nào đó. Mỗi khi giết hắn ta, hắn lại được hồi sinh, chia hắn ra thành từng mảnh, hắn lại được những đàn em thân cận tìm rồi ghép lại. Giết hắn ta một lần nữa, nhưng sau đó hắn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự kiên trì của Frieza cực kỳ phiền toái, nhưng nó cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều người yêu thích hắn. Tại sao ư? Câu trả lời rất đơn giản. Mặc dù xấu xa, nhưng sự ám ảnh của Frieza với người Saiyan, đặc biệt là Goku cực kỳ thú vị. Mọi người có thể hình dung nó giống như việc một cá nhân không muốn thấy người mà mình ghét cay ghét đắng khi hạnh phúc, và người đó muốn phá hoại điều đó.
Frieza không tiến lên phía trước vì hắn cho rằng bản thân là đại đế, người mạnh nhất trong vũ trụ. Tất nhiên với Beerus hay Whis thì hắn vẫn còn thua xa. Nhưng không vì thế mà hắn sẽ chấp nhận để người Saiyan tiến lên phía trước. Điều này cũng đúng với thực tế thôi. Khi bạn đang là người đứng đầu thì làm sao có thể chấp nhận việc mình bị đẩy xuống vị trí thứ hai? Hay trong Jujutsu Kaisen, chúng ta có Mahito. Điều hài hước là một khi tôi làm hoặc nhắc đến nhân vật này thì hắn bỗng dưng trở thành người thống nhất kênh chat cũng như phần bình luận của kênh. Phải nói rằng rất nhiều người ghét nhân vật này, nhưng chính sự ghét cay gắt đằng đó lại vô tình biến hắn trở thành nhân vật phản diện xuất sắc nhất trong toàn bộ series. Mahito là một lời nguyền được sinh ra từ lòng thù hận và căm thù loài người. Hắn ta tin rằng hành động của mình là một phần nội tại trong sự tồn tại của hắn và khả năng thao túng linh hồn đã đặt hắn lên trên những người khác. Mặc dù không phải là nhân vật phản diện chính của bộ truyện, nhưng Mahito chắc chắn đã mang lại đau khổ cho các chủ thuật sư trong những sự kiện tại Shibuya. Và hắn cũng là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của Yuji sau này. Rõ ràng hơn nữa, chúng ta có All for One, là một nhân vật ác nhân thực sự độc ác và tàn bạo, thích kiểm soát các sự kiện từ trong bóng tối. Tuy nhiên, điều khiến hắn trở nên thực sự đáng sợ là khả năng tích lũy những siêu năng lực từ người khác, cho phép hắn tiếp cận mọi sức mạnh đã biết trong vũ trụ My Hero Academia, khiến All for One trở thành một thế lực đáng gờm. Triết lý tiêu diệt xã hội ủng hộ anh hùng hiện tại để nhường cho những siêu phản diện là điều khiến hắn trở nên thực sự đáng sợ. Mặc dù vậy, niềm tin mãnh liệt của hắn trong việc theo đuổi hệ tư tưởng lệch lạc của mình đã làm người hâm mộ ấn tượng. Mặc dù không thể phủ nhận, All for One là một cá nhân độc hại. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một số nhân vật rất khó để có thể phân biệt được giữa liệu đây là phản diện hay là ác nhân. Một trong số đó phải kể đến chính là Griffith của bộ truyện Berserk. Tôi sẽ không đi quá sâu vào nhân vật này nữa, vì dù gì tôi cũng đã làm hẳn một video bàn về bản chất và cốt lõi của nhân vật này rồi. Các bạn có thể tìm đến đường link bên dưới để tìm hiểu thêm. Nhưng nói sơ qua, thì về bản chất lý tưởng của Griffith là hắn không sai, nhưng cách hắn hành động và quyết định của hắn là vô cùng tàn bạo, có thể coi là những hành động của một kẻ ác nhân chân chính. Tuy nhiên, nếu thực sự là ác nhân, thì có lẽ Guts đã bay màu từ lâu, và thế giới của Berserk cũng chẳng còn xanh tốt như hiện tại. Nhưng về mục đích, thì sự tồn tại của Griffith chính là để thách thức độc giả về câu hỏi liệu hắn là phản diện hay ác nhân. Vì chúng ta đều hiểu cốt lõi của hắn không rõ ràng là thiện hay ác. Cách xây dựng một Griffith như vậy lại là ý đồ của tác giả, một cách để thể hiện góc nhìn nghệ thuật của ông trong cách xây dựng một nhân vật thuộc phe đối địch, một kẻ không độc ác hoàn toàn và cũng không tốt hoàn toàn. Có thể thấy, ranh giới giữa phản diện và ác nhân là vô cùng mong manh. Berserk chính là tác phẩm đã cho chúng ta thấy vô cùng rõ về mặt này của một lớp nhân vật, đồng thời cũng là tác phẩm khai thác xuất sắc nhất yếu tố đó. Chỉ cần hơi thay đổi một chút về cách hành động, suy nghĩ, thế giới quan của họ, thì ngay lập tức một nhân vật phản diện có thể trở thành một ác nhân và ngược lại. Nhân vật phản diện và ác nhân có chung đặc điểm là đối đầu với nhân vật chính. Động cơ và hành động của họ lại khiến họ trở nên khác biệt. Nhân vật phản diện có thể có lý do chính đáng hoặc thậm chí là thông cảm cho sự phản đối của họ, trong khi hành động của nhân vật ác nhân thường được thúc đẩy bởi lợi ích cá nhân hoặc mong muốn hủy diệt của họ. Trong Naruto, cuộc đời của Nagato là một chuỗi bi kịch tột cùng của những nỗi đau thường mất mát. Trong suốt cuộc đại chiến ninja lần thứ hai, khi vẫn còn là một đứa trẻ, anh đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình và những người dân vô tội bị giết bởi ninja của Konoha do hiểu lầm. Trên quãng đường phiêu bạt của mình, Nagato gặp được Yahiko và Konan. Họ cũng là những đứa trẻ mồ côi như mình. Ba người kết thân và cùng nhau chia sẻ ước mơ về một thế giới không còn chiến tranh. Sau khi được dạy dỗ bởi Jiraiya, cả ba người thành lập một tổ chức vì hòa bình lấy tên là Akatsuki. Cứ ngỡ ước mơ dần sẽ được thực hiện và cuộc sống của Nagato từ đây sẽ được vui vẻ. Nhưng hòa bình cứ như là một điều không thể trong thời đại này. Cả ba bị rơi vào bẫy của Hanzo. Konan bị bắt làm con tin, Nagato bị ép phải giết Yahiko nhưng anh không thể. Để rồi Yahiko đành phải tự hy sinh mình để cứu được Konan. Nỗi đau khi tận mắt chứng kiến Chiki chết ngay trên tay, đau đớn đến mức khiến Nagato thức tỉnh được Rinnegan của mình. Niềm hạnh phúc và hy vọng sống của Nagato bị tước đi hai lần, dẫn đến sự thay đổi cơ bản trong tính cách của anh. Cái chết của Yahiko có nghĩa là mục đích sống của anh đã bị phá hủy. Nagato đã bị tước đi mọi hạnh phúc và động lực còn lại mà anh đã gom từ đống tro tàn của chiến tranh. Mọi thứ anh đã xây dựng cùng Yahiko và Konan và Akatsuki từ ban đầu cuối cùng đều trở nên vô nghĩa vì nó không bảo vệ anh khỏi việc trở thành nạn nhân
của cùng một tình huống hai lần. Người duy nhất đã giữ anh sống sót suốt thời gian qua đã chết. Mọi nỗ lực của họ đều vô ích. Cuộc sống của anh vô nghĩa, anh không có nơi nào để đi. Không có gì để chiến đấu, không có lý tưởng nào hay cá nhân nào để tin tưởng, ngoại trừ Conan. Cảm giác của anh lúc này thật lạc lõng và trống rỗng như chính anh vậy. Đó là lý do tại sao mà Nagato lấy được sự đồng cảm của nhiều người như vậy. Còn nếu bạn là fan của những bộ manga anime trinh thám, tâm lý thì hẳn là bạn không thể không biết tới Monster của tác giả Naoki Urasawa. Khác hoàn toàn với những tác phẩm cùng thể loại, Monster không chỉ đơn thuần là hành trình phá án mà còn chứa đựng những chi tiết đầy ám ảnh khiến cho người đọc đôi lúc phải cảm thấy rợn người. Đó không phải nỗi sợ hãi vì những cảnh máu me hay thủ pháp giết người tàn nhẫn, mà là một nỗi sợ mơ hồ len lỏi vào tâm trí của từng người. Và để truyền tải nỗi sợ này, Naoki Urasawa đã tạo ra một nhân vật phản diện ấn tượng nhất từ trước tới giờ, Johann Liebert. Không phải tự nhiên mà Johann luôn là kẻ phản diện đứng đầu ở tất cả mọi danh sách phản diện trong thế giới manga anime. Hắn chẳng có Super Saiyan như Goku hay Vegeta, cũng chẳng có lục nhãn hay vô hạ hạn như ông thầy Gojo. Johann là một con người hoàn toàn bình thường, không có sức mạnh siêu nhiên. Johann tạo ra những kẻ sát nhân giết người hàng loạt và khiến chúng phải trả nợ cho hắn. Chỉ bằng những lời nói, hắn có thể khiến con người ta phải tự sát. Johann giống như một bóng ma, chẳng ai biết hắn tồn tại. Tất cả những gì mà Johann làm, hắn đều không cần để tâm tới hậu quả. Và điều ấn tượng nhất của nhân vật này, Johann giết người mà chẳng có chút lưỡng lự, như đập những con muỗi. Chỉ với những điều trên, hắn đã khiến chúng ta phải run sợ, bởi vì họ thấy được thứ gì đó rất thực tế trong con người này. Hiểu được những sắc thái giữa các loại nhân vật này sẽ làm tăng thêm chiều sâu và sự phức tạp cho việc kể chuyện, tạo nên những câu chuyện phong phú hơn và những xung đột hấp dẫn hơn. Đó là lý do tại sao mà khá nhiều nhân vật phản diện của những bộ anime manga thuộc thế hệ cũ lại có sức ảnh hưởng nhiều hơn so với phản diện trong các bộ thuộc thế hệ mới. Các tác giả thường thiếu đi lý do đằng sau hành động của nhân vật, và điều đó đúng với cả nhân vật chính diện và nhân vật phản diện. Hoặc là tác giả đã từng nhắc đến trong những tập đầu tiên, nhưng vì một lý do dở hơi nào đó mà khiến họ quên luôn. Đến đây thì tôi phải thực sự rất xin lỗi với những ai là fan của bộ truyện Jujutsu Kaisen, vì phản diện trong bộ truyện này không thực sự để lại ấn tượng với tôi. Ngoại trừ một vài cái tên như Mahito, những nhân vật phản diện khác trong Jujutsu Kaisen khá tầm thường. Nói thẳng ra thì chúng không làm gì nhiều và được đối xử như những trò đùa để thể hiện sự tiến triển của nhân vật chính, như Jogo bị làm nhục bởi Gojo, hay Dagon bị Toji biến thành Sushi. Về tên Kenjaku, hắn là một nhân vật phản diện chính thực sự khập khiễng vì mục tiêu của hắn quá kỳ quặc đến mức rõ ràng là sẽ không hiệu quả. Cuộc chiến duy nhất của hắn với Yuki chỉ để khiến hắn cảm thấy ít bị đe dọa hơn. Cuộc chiến gần đây nhất của hắn là với Takaba, chỉ để chứng minh trí thông minh của mình và kết thúc bằng việc hắn bị Yuta tấn công chớp nhoáng. Vậy hóa ra hắn tồn tại trong câu chuyện này chỉ để sinh ra Yuji cho một đống kế hoạch hàng nghìn năm, rồi ôm nó xuống mồ một cách vô nghĩa. À, ít nhất thì giá trị của hắn là làm nguyên liệu cho Rika ăn để Yuta học được cái trò đổi não. Còn về Sukuna, đối với tôi hắn không thực sự là một nhân vật thú vị. Về cơ bản hắn chỉ đơn thuần là một con quái vật khát máu, thích chém giết chỉ vì hắn muốn. Toàn bộ tính cách của hắn về cơ bản chỉ là một con người mạnh mẽ, ích kỷ và cực kỳ độc ác. Tôi sẽ không yêu cầu hắn phải là một nhân vật phản diện có quá khứ bi thảm, vì bản chất hắn đã được định hình là một nhân vật villain. Nhưng ít nhất thì tác giả cũng phải giúp tôi trả lời những câu hỏi như Sukuna có mục tiêu gì không? Hắn ta có kế hoạch tổng thể không? Và hắn ta làm thế này để làm gì? Việc hắn ta đã lên một kế hoạch hết sức tỉ mỉ để chiếm được xác của Megumi cũng chỉ giúp hắn tìm kiếm được sự tự do cho bản thân mình. Rồi sau đó hắn đã có một trận chiến tuyệt vời với ông thầy Gojo, nhưng cuối cùng thì chỉ để chứng minh rằng nếu không có thập trùng ảnh của cậu thì hắn sẽ chẳng bao giờ đánh bại được ông thầy. Tất nhiên, nếu đã là phản diện tệ trong anime thời kỳ hiện đại thì không thể không nhắc đến Muzan. Vấn đề số 1. Muzan chẳng có điểm gì để tạo cho chúng ta thấy hắn là một nhân vật thực sự thú vị. Điều duy nhất Muzan được biết đến là hắn trông giống với Michael Jackson. Chỉ vậy thôi. Tính cách của hắn không thực sự thú vị. Câu chuyện quá khứ của hắn cũng không thú vị. Sức mạnh của hắn cũng không thú vị. Điều duy nhất có phần hấp dẫn là động lực để sống của hắn, vì tôi chưa từng thấy chúng nhiều trong shonen trước đây. Vấn đề số 2.
câu chuyện quá khứ của Muzan thực sự rất tệ. Trời ơi, đây là một trong những câu chuyện quá khứ ngớ ngẩn nhất trong bất kỳ bộ anime manga nào tôi từng xem. Mọi người khác đều có những câu chuyện quá khứ đau lòng khiến chúng ta phải đồng cảm phần nào đó, như Akaza, Kokushibo, Daki và Gyutaro, Ryui, v.v. Nhưng câu chuyện quá khứ của Muzan là gì? Ồ không, tôi bị bệnh. Tôi uống thuốc của vị dược sĩ. Tôi giết vị bác sĩ vì thuốc không có tác dụng. Đột nhiên tôi trở thành một con quỷ bất tử có khả năng tạo ra các thực thể phá vỡ các quy luật của thực tế. Và tôi là nhân vật khập khiễng nhất trong bộ truyện. Quá khứ của Muzan chỉ tạo ra những lỗ hổng trong câu chuyện. Làm thế nào một dược sĩ ngẫu nhiên này có thể tạo ra một loại thuốc khiến một người trở thành một con quỷ với sức mạnh siêu phàm, và làm một loạt những điều nhảm nhí khác mà nếu tôi kể ra, chắc video này phải dài đến gần cả một tiếng. Thật vô nghĩa. Lúc đầu tôi nghĩ rằng dược sĩ này giống như hiện thân của ác quỷ, và Muzan đã bán linh hồn của mình để đổi lấy một cơ thể mạnh mẽ hơn. Buồn cười là điều này nghe có vẻ thú vị hơn gấp 10 lần so với bất kỳ câu chuyện quá khứ nào khác của Muzan. Vấn đề số 3. Cuộc chiến của hắn ta thực sự rất tệ. Thành thật mà nói, tôi khá thích cái kết này. Vì với tất cả những thứ tồi tệ mà nhân loại đã trải qua trong suốt những năm qua, tôi cảm thấy thì nó nên có hậu như vậy. Nhưng dù sao thì cuộc chiến của Muzan vẫn thực sự rất nhàm chán. Vì điều hắn ta chỉ làm trong suốt 40 cháp là chỉ vung tay và rồi ngồi chỉ rủa. Nhưng lý do khiến nhiều nhân vật phản diện thời hiện đại trở nên thiếu sức hút đến như vậy, chính bởi mục tiêu của họ quá giống nhau. Điều này đã dẫn đến họ trở thành những nhân vật phản diện hết sức tệ vì quá một chiều và dễ đoán. Thậm chí là mục tiêu của họ còn chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến nhân vật chính. Nhìn chung, để tạo ra một nhân vật phản diện hay không phải điều dễ dàng. Nó đòi hỏi tác giả cần phải đặt mình vào nhân vật đó thay vì chỉ đơn giản là tạo ra họ chỉ để có lý do phát triển cho nhân vật chính. Với tất cả những gì tôi đã nói ở trên, có thể các bạn đã phần nào thấy rõ hơn sự phát triển thụt lùi của lớp nhân vật này rồi đúng không? Thành thực mà nói, sự phát triển thụt lùi này không phải 100% lỗi của tác giả. Chúng ta cũng phải xét trên nhiều phương diện và yếu tố khác nhau. Trong đó chính là thị trường và phong cách làm việc mới của ngành công nghiệp anime manga. Một trong những đặc điểm khiến cho một số bộ truyện trước đây trở thành huyền thoại nằm ở thời gian duy trì và phát hành đều như cơm bữa của chúng. Vẫn còn vô số tác phẩm cho đến nay vẫn còn đang dang dở hay bây giờ mới bắt đầu đến những hồi cuối cùng. Tất nhiên, ở đây tôi không chỉ muốn nói đến độ dài đơn thuần của những bộ đó, mà ý chính là thời gian để tác giả có thể phát triển trọn vẹn một nhân vật. Đây chính là thứ làm nên sự khác biệt giữa các bộ thế hệ cũ và mới. Hãy lấy ví dụ điển hình là One Piece. Mặc dù không phải là một fan cứng của One Piece, nhưng với góc nhìn là một người có, đã và vẫn thi thoảng theo dõi tiếp series này, thì tôi đánh giá dàn nhân vật phản diện của nó là vô cùng xuất sắc. Bất kỳ nhân vật phản diện nào cũng có một câu chuyện, cũng có một mục đích, lý tưởng rõ ràng. Mặc dù phải tốn đến có khi cả vài trăm cháp mới thực sự hoàn thiện được câu chuyện của họ, nhưng ít nhất sự trọn vẹn mà nó mang lại là vô cùng thỏa đáng và thỏa mãn được sự tò mò cũng như thắc mắc của độc giả. Bất kỳ một phản diện nào của bộ truyện này tôi nêu tên đều sẽ để lại một ấn tượng nào đó trong lòng độc giả. Ví dụ như Akainu, Kaido, Big Mom, hay thậm chí là một kẻ phản diện nhỏ hơn như Enel, Morgan, Kuro, Along Moria v.v. Và còn vô số những nhân vật khác, không một ai là mờ nhạt cả. Thậm chí đến thời gian gần đây, sự xuất hiện và vén màn cho Ngũ Lão Tinh lại càng khiến tôi trở nên tò mò hơn bao giờ hết. Rồi chúng ta có Naruto với dàn nhân vật phản diện quá đỗi là đáng nhớ, hay cả Dragon Ball hay Bleach đều để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Nhưng cái quan trọng nhất đánh giá sự thành công của những nhân vật này chính là sự trọn vẹn trong mỗi khía cạnh khi được bàn đến. Từ tiểu sử, cốt truyện, lý tưởng, hành động v.v. Mọi thứ đều được tính toán, sắp đặt và làm rõ trong chiều dài của bộ truyện. Tất nhiên không có gì là hoàn hảo, ngay cả đối với những cái tên huyền thoại kể trên, như cái chết lãng xẹt của cụ Madara, rồi cả Yuha Bak trong Bleach. Nhưng ít nhất, câu chuyện đằng sau những kẻ phản diện hay ác nhân này đều được đưa đến một cách trọn vẹn và để lại cho độc giả một thứ để bàn đến sau này. Nhưng với xu hướng phát triển nhanh đến chóng mặt, đồng thời là tiếp thu và đào thải thông tin kinh khủng của con người hiện nay, nó đã trở thành rào cản hay một xu hướng khác cho ngành công nghiệp manga anime. Thay vì tập trung vào duy trì những ấn phẩm dài kỳ, chúng ta dần thấy thời lượng của các sản phẩm anime manga ngày càng được rút gọn hơn. Manga thay vì 500 đến cả vài nghìn cháp thì nay đã dần rút gọn lại với thời lượng được tinh giảm xuống nhiều hơn. Anime cũng vậy,
cái thời xem một bộ đến cả vài trăm vài nghìn tập cũng đã không còn, mà thay vào đó sẽ là chia thành nhiều season. Một nhà xuất bản, nhà phát hành giờ không còn nắm trong tay một hay vài ba title manga anime như trước. Số lượng title họ thầu ngày càng lớn, có khi là vài chục cho đến vài trăm title. Với một lịch phát hành dày đặc như vậy thì rất khó để có thể duy trì tất cả với độ dài kinh khủng khiếp như trước đây. Chúng ta sẽ thấy chỉ có vài title được chọn để phát hành dài hạn, còn lại đa phần sẽ bị thu gọn, tinh giảm lại cho phù hợp với cách làm việc cũng như lịch phát hành của bên chủ quản. Từ đó sinh ra câu chuyện không đủ thời lượng để phát triển các nhân vật trọn vẹn. Và ảnh hưởng lớn nhất chính là với các tác giả của bộ truyện đó. Deadline ngập đầu dẫn tới luôn trong tình trạng cạn và bí ý tưởng. Đó chính là vấn đề nan giải hiện nay của các mangaka hiện đại. Hàng tuần phát hành một chap truyện, nhưng để có thể thực sự hoàn thiện một chap ở mọi khâu từ vẽ đẹp cho đến cốt truyện là một điều không hề dễ. Sự phát triển và kết thúc của những nhân vật như Sukuna và Kenjaku một cách giang dở như vậy cũng từ đây mà ra. Thời gian không đủ, trong khi phải giải quyết gọn tất cả mọi thứ vô cùng chắt chiu trong từng chương truyện, dẫn tới không giải quyết được hết vấn đề đã đặt ra từ đầu. Chúng ta thấy Jujutsu Kaisen thời điểm đầu đặt ra nền móng cho vô số thứ có tiềm năng trở nên vĩ đại của manga anime. Nhưng chỉ vì sự gấp rút, rush một cách chóng mặt mà sinh ra một sản phẩm đầu voi đuôi chuột. Ngay cả đến nhân vật chính, tiêu điểm của câu chuyện còn chẳng được trau chuốt đầy đủ thì nói gì đến phản diện. Nhưng câu chuyện của Yuji tôi sẽ để ở một video riêng. Tôi nghĩ chỉ cần nói tới đây, các bạn cũng đã đủ hiểu vì sao phản diện hiện nay chẳng có chiều sâu hấp dẫn như trước đây nữa. Phần còn lại, tôi sẽ để cho các bạn có thể cùng nhau bàn luận xuống phần bình luận phía dưới. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe, kèm theo nút chuông thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See you!